Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Đóa hoa trên thập tự của tác giả Tân Khiêm trích trong tập truyện ngắn Tràng Chuỗi Huyết, qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tôi thông dong trên chiếc xe đạp trên con đường quen thuộc để trở về nhà sau một ngày chạy sâu học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chút ánh hoàng hôn cuối ngày khiến cho quang cảnh xóm đảo có chút gì đó yên bình. Tôi ngân nga một điệu nhạc mình ưa thích và tranh thủ thưởng thức cảnh đẹp đẽ này trước khi màn đêm ập tới. Đánh chết nó đi, cái thứ đàn bà lăng loàn. Một tiếng la chua chát phá tan sự yên bình trước đó. Tôi chạy chậm lại vì đám đông gần như chắn hết con đường phía trước. Trong đám hỗn loạn, tôi thấy một người đàn bà đang túm tóc tôi giành giạch một cô gái gần như đã bị xé hết quần áo. Miệng bà ta không ngừng chửi rủa, kèm theo sự ủng hộ của một vài người. Cô gái bị túm tóc chỉ kịp ôm mặt và cố gắng thu người lại nhằm che đi cơ thể của mình. Tiếng khóc lóc van xin của cô gái nhìn như trở thành adrenaline khiến những người khác trở nên hung hăng hơn. Thiếu gì đàn ông mà mày cứ đâm đầu vào đàn ông có vợ hả? Tao đánh cho mày nhớ. Sau tiếng chửi mắng là một tràng những cú đá tát vào mặt vào đầu cô gái. Máu nóng trong cơ thể tôi chợt nổi lên mạnh mẽ khi thấy cảnh tượng bạo lực ấy. Tôi muốn lao vào can ngăn, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ dũng cảm trong đầu tôi. Vì thực tế tay chân tôi đang bủn rủn vì khiếp hãi và thương cảm cho cô gái, mặc dù tôi chưa rõ trắng đen thế nào. Nhiều người lao vào can ngăn khi thấy cô gái dần lạ đi vì đau đớn. Sau một hồi hăng máu, mấy người phụ nữ đó cũng bỏ đi với những lời đe dọa, cảnh cáo đầy thô tục nhắm tới cô gái. Đám đông hiếu kỳ dần tan đi như đoàn người túa ra về sau khi xem hết một màn kịch ở sân khấu. Vài người đỡ cô gái dậy, họ dìu cô đến một tán cây gần đó. Họ hỏi gì cô cũng im lặng. Cô chỉ cố gắng vơ lấy mớ quần áo đã bị xé rách tả tơi để che lấy cơ thể. Cô ngượng nghịu mặc chúng vào, mặc dù có mặc cũng như không. Những người giúp cô cũng lặng lẽ rời đi, chỉ còn cô với mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi chậm chậm dắt chiếc xe đạp ngang qua chỗ cô. Ánh mắt buồn bã dàn dụa nước mắt ngước lên nhìn tôi, rồi khẽ cúi sụp xuống. Chị khoác cái này vào đi. Tôi đưa chiếc áo khoác của mình cho chị, nhưng không dám nhìn vì sợ những mảng cơ thể bập dập lõa lồ kia đập vào mắt. Chị rụt rè đón lấy chiếc áo của tôi. Chị khóc thút thít khẽ nói lời cảm ơn. Sau khi khoác chiếc áo vào, chị lần thật nhanh vào con đường đã không còn nắng. Có lẽ màn đêm là thứ duy nhất có thể cho chị ẩn nấp và xoa dịu chị lúc này. Tôi thở dài và trở về nhà với mớ cảm xúc hỗn độn. Về đến nhà, tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình. Những hình ảnh đó, những tiếng chửi rủa, từng cái đạp, cái tát và cả ánh mắt chị lúc nhận chiếc áo lại trở về trong tâm trí tôi. Có thật là chị ta giật chồng của người phụ nữ đó? Sự việc hôm nay kết quả do chính chị gây ra. Gieo gì gặp nấy thôi chứ thương xót cái gì? Hàng loạt chất vấn xảy ra trong đầu tôi. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại để thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy. Tôi lướt Facebook một lượt mà mắt tôi dừng lại ngay một đoạn clip với tiêu đề không thể nào rõ hơn nữa: Tiểu Tam bị đánh ghen tại thôn X. Không cần xem tôi cũng biết clip đó ghi lại những gì, vì chính tôi là người chứng kiến trực tiếp. Tôi nhấp vào một bình luận để xem phản ứng của dân tình. Tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy hàng loạt bình luận hả hê, mỉa mai và luận tội chị ấy. Tôi vứt chiếc điện thoại xuống vì cảm thấy chút chất vấn về lòng thương xót của tôi đối với chị dường như bị tan biến như sương mai buổi sớm. Tôi mở một bản nhạc êm dịu
và cố chìm vào giấc ngủ sau một ngày với quá nhiều biến cố. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ. Tôi vội vã bật dậy vì đây là chuông hai rồi. Hôm nay là Chủ nhật và tôi phải đến nhà thờ sinh hoạt với các em thiếu nhi vì tôi là huynh trưởng trong giáo xứ. Tôi luống cuống vệ sinh cá nhân và tìm quần áo để mặc vào cho kịp vì người hướng dẫn các em không thể tới quá trễ được. Tôi mất 5 phút để tìm chiếc áo khoác quen thuộc đến khi sực nhớ lại rằng tôi đã trao nó cho chị ấy. Tôi vớ đại chiếc áo khác và chạy thục mạng đến nhà thờ. May mắn thay tôi đến vừa kịp giờ các em tập trung. Cố gắng diễn để tỏ ra không hốt hoảng vì sợ trễ giờ, tôi tập trung các em qua điệu còi quen thuộc. Vừa hướng dẫn các em vào nhà thờ xong, tôi nghe đâu đó có tiếng xì xầm một bên phía dãy nhà sinh hoạt chung của giáo xứ. Thì ra là các bà trong hội hiền mẫu. Một nhóm tầm 5-6 người đang ra tay chỉ trỏ. Một bóng dáng nhìn có vẻ quen quen đối với tôi. Tôi khựng lại vài giây để lục tìm trong tâm trí sự quen quen mơ hồ ấy. Tiểu Tam, hai từ ấy hiện lên trong tâm trí tôi. Đúng thế, chính chị ấy. Chị ấy làm gì ở đây thế nhỉ? Tôi tự nhủ. Điều thắc mắc ấy chợt đứt quãng khi tôi nghe hiệu lệnh của các anh chị huynh trưởng gọi. Tôi vào nhà thờ với một nỗi băn khoăn khó hiểu. Trong suốt thánh lễ, tôi đôi lần chia trí. Đến đoạn tin mừng hôm nay nói về người đàn bà ngoại tình được Chúa Giêsu cứu và tha thứ, tâm trí tôi trở nên tập trung lạ thường. Tôi lắng nghe từng lời của Chúa và từng lời giảng của cha xứ. Tôi thấy lòng bình an khi nghe đến câu: ai vô tội thì hãy ném đá chị này trước đi. Một câu chất vấn đối với người muốn ném đá, nhưng lại là một lời tha thứ và giải cứu đối với người đàn bà ngoại tình. Nỗi băn khoăn của tôi về cái sự thật của chị Tiểu Tam ấy dường như tan biến đi phần nào. Sau khi sinh hoạt ở nhà thờ xong, tôi đứng đợi từng dòng người lũ lượt kéo nhau ra về. Có những khuôn mặt khoan khoái vui tươi vì cảm thấy niềm hạnh phúc sống đạo. Có những khuôn mặt phản chiếu nét ưu tư thoáng buồn. Cũng có những khuôn mặt tối sầm vì bực bội. Đời mà, muôn hình vạn trạng, cùng một lời nói nhưng có rất nhiều cách hiểu, cùng một chân lý nhưng có nhiều cách đón nhận, và cũng một sự thật nhưng có nhiều cách tìm đến. Tôi thường có thói quen quan sát biểu cảm của những người bước ra khỏi nhà thờ, không phải để soi mói, nhưng để cảm nghiệm xem được bao nhiêu hồn đạo vừa thực sự bước ra từ nhà thờ. Khi dòng người đã vội xuôi chảy theo nhiều hướng và tan đi như một làn sương sớm, tôi mới bước đi ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Em gì đó ơi? Một tiếng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên phía sau tôi. Tôi quay lại và nhận ra hình dáng có chút quen quen nhưng có chút lạ đó. Là chị à? Tôi đáp lại sau vài giây bất ngờ. Chị muốn trả lại em cái áo khoác hôm trước em cho chị mượn. Giọng chị nhỏ dần và có chút gì bối rối hơn là thẹn thùng. Tôi nhận lại chiếc áo từ tay chị. Tôi có để ý là chiếc áo này vừa được giặt sạch, thơm hơn, và cái vết rách dưới cánh tay đã được khâu lại. Tôi cảm ơn chị và chào tạm biệt. Khoan đã em, chị xin lỗi nhưng còn một thứ nữa chị phải đưa cho em mà chị quên thầm theo. Em theo chị một đoạn đến nhà chị được không? Chị nài nỉ. Tôi thầm nghĩ về cái chị muốn đưa, nhưng vẫn không tài nào ra được một đáp án hợp lý. Trong tôi bỗng chợt nổi lên một cảm giác hơi lo sợ nếu người khác thấy tôi đi cùng một Tiểu Tam đang bị cả xóm lên án. Có vẻ như đoán được điều tôi phân vân, chị khẽ nói: tới đầu đường nhà chị thôi cũng được, nếu em ngại thì không cần vào nhà đâu. Nói xong, chị cười một cách ngại ngùng. Ai vô tội thì hãy ném đá chị này trước đi. Câu lời Chúa lại vang vọng lên một lần nữa và đánh tan cái suy nghĩ thấp hèn kia của tôi. Tôi đồng ý đi theo chị. Suốt một đoạn đường đầu, hai chúng tôi chẳng ai hé một lời. Sau một hồi thu hết can đảm, tôi hỏi chị: những gì người ta hành xử và lên án chị là thật à? Tôi biết khi hỏi câu này có thể động chạm đến chuyện không vui của chị, nhưng tôi thật sự muốn giải gỡ những băn khoăn trong lòng. Im lặng một giây, chị lên tiếng:
có những sự xảy ra ở trước mắt nhưng chưa chắc là sự thật. Em có tin không? Tôi bất ngờ trước lối trả lời của chị, không ngại ngùng, không bối rối, nhưng có điều gì đó rất chân thật và xác tín. Em tin. Thật ra đôi vấn đề chị người trong cuộc mới hiểu được. Vậy thì em cứ đến nhà chị đi, rồi sẽ rõ. Mất tầm 10 phút, chúng tôi đã đến trước một căn nhà cấp 4, đơn sơ, được vây quanh bởi dãy hàng rào bằng hoa dâm bụt. Chị vừa mở cổng thì có hai đứa bé chạy ào ra. Mẹ đã về. Chúng nó tíu tít chạy quanh chị. Chị ra hiệu cho hai đứa chào tôi. Chúng lễ phép khoanh tay chào, rồi chạy tốt vào nhà với bịch bánh chị vừa đưa cho chúng. Con chị đấy à? Thế bố chúng nó đâu? Chị mỉm cười, vừa đưa ly nước cho tôi vừa bảo. Đúng, con chị đấy. Nhưng không phải là con ruột. Một đứa là con của chị gái chị, một đứa là chị nhận nuôi. Tôi sững người khi nghe câu trả lời ấy. Sao lại... Chị gái chị sau khi sinh bé thì qua đời. Chồng chị ấy lại cưới vợ khác nhưng không muốn đem nó theo. Chị đem nó về và từ gì chị là mẹ nó luôn. Còn đứa chị nhận nuôi kia, thực ra chị nhặt được ở bên rặng tre cuối xóm trong khi đi làm về lúc chập tối. Giờ tôi mới thấm thía câu trả lời của chị lúc tôi hỏi khi đi đường. Thế còn vụ đánh ghen đó là thế nào hả chị? Chị biết em sẽ hỏi câu này sau khi biết hoàn cảnh của chị. Nhưng thực ra chị bị oan. Chị biết anh ấy trong một lần chở đứa con của chị gái đi khám bệnh. Trò chuyện qua lại thấy hoàn cảnh của chị như thế, nên anh ấy muốn ủng hộ cho chị một số tiền để thêm cuốn sách, cuốn vở, quần áo cho hai đứa đi học thôi. Chị cũng rất ngại khi nhận số tiền ấy, nhưng anh ấy cứ nài nỉ và đến nhà đôi lần. Tình ngay ý gian, nhiều người đồn thổi và đến tai vợ anh. Cuối cùng, sự việc diễn ra như em thấy đó. Chị kể, mà nước mắt dường như trực trào trên khóe mi. Tôi im lặng không thốt nên lời vì bất bình thay cho chị, cho những gì chị đã phải chịu đựng. Đây, chị gửi trả em vật này. Lúc giặt chị thấy lấn cấn, mở ra thì thấy nó. Chị dò hỏi biết đây gọi là tràng chuỗi cho người Công giáo, nên hôm nay chị đến nhà thờ để tìm em, hy vọng gặp được. Thế nhưng, vừa thấy em ở đầu cửa nhà thờ thì chị bị một số bà chặn lại và không cho vô nữa. Chị đành đứng ngoài đợi em ra về thôi. Chị vừa nói, vừa rưng rưng với vẻ mặt rất chân thành. Tôi nhận lại tràng chuỗi, mân mê nó trong tay một hồi. Tôi nắm lấy tay chị và trao tràng chuỗi đó lại vào tay chị. Chị bất ngờ trước hành động ấy và không nói nên lời nào. Em tặng nó cho chị vì em nghĩ chị xứng đáng lãnh nhận những điều tốt đẹp hơn. Em rất quý tràng chuỗi này vì đây là vật giúp em cầu nguyện với những lời kinh đẹp đẽ bên đạo. Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má chị. Chị khóc. Những tiếng thổn thức ấy tôi nghe như tiếng cảm ơn của chị đối với tôi, và cũng như là tiếng mời gọi tôi cái sống đạo mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Tôi mỉm cười và từ biệt chị. Tôi bước đi từng bước trên con đường mà lòng cảm thấy an yên, vì hôm nay tôi sống được điều mà Chúa dạy dù rất nhỏ nhặt. Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Chủ nhật hôm nay tôi không dậy trễ nữa. Sửa soạn xong, tôi khoác chiếc áo quen thuộc vào. Tôi từng bước tận hưởng chút thanh bình của buổi sớm mai, miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc. Bất chợt tôi dừng hát trước bóng dáng nhỏ bé của một người đứng trước cổng nhà thờ. Chị muốn biết những lời kinh đẹp đẽ để dùng vật này. Em giúp chị vào đạo được không? Chị nói một cách xác tín và đưa tràng chuỗi ra trước mặt tôi. Bỗng chốc, tôi chợt thấy một đóa hoa đang chớm nở trên thập tự đau thương.